Mẹ ngồi đây cạnh con nhá. Mẹ đói hay là muốn đi vệ sinh thì nói với con. Đi làm đưa cả mẹ đi. Nghĩ công ty là viện dưỡng lão hay sao? Mẹ tôi ngồi ở đây có ảnh hưởng gì đâu. Mà cái bà này bà nhìn ngơ ngác như thế. Hay là bị điên à? Tôi có lý do riêng mới đưa mẹ đi đảo. Để tôi báo với cả chủ tịch một câu. Không cần đâu. Giang hôm nay lại mang mẹ đến đây làm việc, làm ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến mọi người lắm ạ. Em đã nhắc Giang rồi nhưng mà cô ấy không nghe. Em xin lỗi ạ. Thấy chưa? Bảo đưa mẹ đến công ty làm việc làm gì để ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Đủ rồi, mẹ của cô ấy bị bệnh, cô ấy không còn cách nào khác, cô phải đưa mẹ đi làm. Em xin lỗi chủ tịch ạ. Em không nỡ bỏ mặc mẹ em. Nếu có ảnh hưởng đến mọi người thì em xin phép nghỉ. Không sao đâu. Em cứ đi làm việc bình thường đi. Ở công ty của tôi sẽ tạo điều kiện hết sức cho nhân viên của mình làm việc. Bác cứ ở lại đây, cháu sẽ bảo nhân viên mang đến cho bác một chiếc ghế thật là thoải mái. Em cảm ơn chị ạ. Cô ơi cô. Có chuyện gì không cô ơi? Nếu không có việc gì thì cô để khi khác nói đi ạ. Cô có thể tạm ứng cho tôi trước lương tháng này được không cô? Con cũng biết là cô khó khăn, dịch dã như này công ty mình cũng phiền. Rồi con cho cô ứng, ai cũng đòi ứng thì con lấy tiền đâu ra ạ? Sao cô lại muốn ứng trước lương ạ? Cháu của tôi nó đi học, bố mẹ bạn của cháu nó bị dính Covid nên cháu nhà tôi nó cũng phải đi cách ly. Có mỗi vậy thôi mà cô cũng ứng lương. Mà có khi nào cô nói như thế là cô cũng F2, F3 hay không ấy? Thôi hay con cho cô nghỉ ở nhà tránh Covid luôn. Cô ơi, giờ mỗi mình tôi mà nghỉ việc thì cháu nó lấy gì ăn ạ? Thôi, gọi như tôi chưa từng nói gì với cô ạ. Cô từ từ đã. Có chuyện gì ạ? Lương thì không thể ứng trước được, nhưng mà tiền thưởng thì có. Đây là tiền thưởng cho việc thời gian qua cô đã rất chăm chỉ làm việc. Thật vậy ạ cô? Tôi cảm ơn cô ạ. Đây là số tiền thưởng mà cô xứng đáng nhận được. Vâng, thế này đủ lắm rồi ạ. Chú ơi, chú tìm ai đấy ạ? Tôi đi ship trà sữa. Người ta hẹn tôi mang đến đây mà tôi gọi điện mãi không được. Tôi chờ đây đến cả tiếng đồng hồ rồi. Chỗ trà sữa này là cả một ngày lương của tôi đấy. Chú cho cháu xem, nếu như là người ở công ty cháu sẽ giao giúp chú ạ. Cháu biết cô gái này, đơn này hết bao nhiêu ạ? Đơn hết 320 cô ạ. Cả ngày hôm nay tôi mới chạy được có 200. Mà bây giờ tôi mà bị bùng hàng thì chắc tôi chết đấy. Cháu gửi chú ạ. Cảm ơn cô ạ. Tôi tưởng bà đặt trà sữa mà, không xuống lấy à? Tôi đặt xong nhưng mà lại thấy chán quá. Chị Trang. Tâm, trà sữa này là em mua đấy à? Không, cái này không phải là do em mua đâu ạ. Cái số điện thoại này không phải của em à? Có ăn có học đàng hoàng, vậy mà lại bùng hàng của shipper à? Em vừa bán rẻ nhân cách của mình với 320.000 rồi. Chị nghĩ em không còn phù hợp với công ty của chị nữa. Em có thể thôi việc từ ngày hôm nay. Chị ơi. Bố ăn cơm cùng với con luôn nhá. Ai đây chị? Đây là bố của chị. Em mới đi du học về thế nên không biết. Em tưởng chị là tổng giám đốc. Tại sao bố của chị lại nhà quê thế này? Bố mẹ chị làm nông ở quê, thế nên cũng không chú ý ăn mặc cho lắm. Làm nông á? Thế có đủ sạch sẽ để mà ngồi vào bàn ăn này không đấy? Ăn mất cả ngon. Tâm, em chú ý lời nói của mình. Đây là bố của chị, em phải tôn trọng đấy. Đây là nhà của anh tôi thích nói gì mà chả được. Vậy thì chị trân trọng thông báo cho em biết, đây là nhà của chị. Chị mua trước khi cưới anh trai em. Tiền em đi du học là chị cho đấy. Con ơi, thôi bố về quê, ở đây con không đủ quá. Không sao đâu bố ạ, bố đã nuôi con lớn như thế này rồi, con không thể để ai xúc phạm bố được. Thôi bố ngồi xuống ăn đi ạ. Bà Ly phó phòng ấy rất là vô lý luôn. Bà ấy toàn nhờ tôi đi mua đồ, chẳng bao giờ thấy trả tiền cả. Nhắc thì lại bảo là thôi lần sau chị trả, mà thấy có trả đâu. Tôi mang mỹ phẩm lên á, bà ấy toàn cầm dùng luôn. Như thế đó là cái gì? Đợt vừa rồi đi công tác nhá, bà ấy nhờ tôi đặt một vé máy bay, vé khách sạn, xong quỳ tôi 2 tháng tiền đã trả đâu. Thôi, mình thấp cổ bé họ, không làm gì được đâu. Hợp đồng đến đỉnh thật đấy. Chị ơi, nước của chị đây ạ. Ừ, của chị hết bao nhiêu? Dạ, hết 80.000. Thế nhưng mà được giảm 50% cho cốc thứ hai. Chị đưa em 40.000 thôi nhá. Không biết xấu hổ à? Tại sao đòi tiền sếp như thế? Nếu mà không có Trang tổng thì liệu cô được uống cái loại nước như thế này không? Nói như vậy quá đáng rồi đấy. Chị gửi tiền này. Của chị hết 40.000 thôi mà. Thôi để em trả lại cho. Em cứ cầm lấy đi. Của chị hết hơn 40.000 mà. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Cậu nghi ngờ tôi đang tính nhầm à? Làm người thì nên sống độc lập tự chủ đi. Đừng có dùng chùa người khác mãi. Trang, Trang đâu rồi? Mày làm dâu như thế à? Có
chuyện gì mẹ cứ từ từ nói ạ. Có cái văn phòng bé tí bé teo này đòi làm, bỏ bỏ việc về nhà ngay. Sao mẹ lại nói như vậy ạ? Một mình thằng chồng mày đi làm đủ nuôi mày rồi, mau đi về nhà vút vén gia đình nhà cửa đi. Tao không thích nhà có giúp việc đâu. Đi về nhanh lên. Mẹ cứ về nhà trước đi ạ, rồi về nhà mẹ con mình nói chuyện sau ạ. Nhanh nhanh lên nhá. Thế nào con, mọi chuyện có ổn không? Bên kia người ta cầm tiền chạy hết. Công ty của con chắc là phá sản. Bây giờ con làm sao mà kiếm được 500 triệu để bù vào đây? Thế có không? Trong thẻ này của em có 600 triệu, anh cầm lấy, lo công việc đi. Chị đừng có điều nhá. Ở đâu chị có số tiền nhiều thế này? Chị ăn trộm của nhà này đúng không? Sao mẹ lại nghĩ xấu cho vợ con như thế ạ? Cô ấy đã phải vất vả ra ngoài kiếm tiền rồi, về nhà là còn phải chiều theo ý mẹ nữa. Mẹ yêu thương vợ con một chút không được? Mày lại còn bênh vợ mày nữa. Không phải là cô gái nào cũng moi tiền từ nhà chồng đâu ạ. Cô ấy yêu thương mẹ như thế, mẹ yêu thương lại cô ấy một chút không được sao? Giờ này mới ra đồ ăn đến, đồ ăn buổi này bác định giao tôi á? Giờ bác tính trả công trả nước ạ? Mấy đồng bạc bẩn thỉu này mà bác cũng xin xỏ tôi ạ? Tránh ra! Bác ơi, tiền của bác đây ạ. Bác giả vờ đấy, chị đừng có mắc mưu. Tôi bị cầm nên không nghe được điện thoại. Xe tôi bị hỏng nên mới đến muộn. Em xin lỗi bác ấy đi. Và lần sau đừng bao giờ cư xử như thế nữa. Bác ấy lớn tuổi rồi, em phải biết tôn trọng và lắng nghe chứ. Em làm chị thất vọng quá. Cháu xin lỗi ạ. Bác ơi, để cháu gọi tài xế đưa bác đến chỗ sửa xe nhá. Cháu cũng chuẩn bị một ít tiền rồi để bác mua thuốc ạ. Không sao đâu ạ, coi như mình giúp người lúc này thì lúc khác sẽ có người giúp lại mình ạ. Đừng vội đánh giá một vấn đề quá nhanh chóng, hãy dành thời gian ra tìm hiểu, chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều thứ hơn là chúng ta cần. Chào cô, tôi đến đây gặp chủ tịch Trang để ký hợp đồng, giờ tôi vào luôn được chứ? Đứng lại! Khi không lại cứ xông vào như thế là tôi bị kiểm điểm đấy nhá. Cô đến đây để gặp chủ tịch đúng không? Chủ tịch của chúng tôi hôm nay không có lịch. Nhìn chẳng giống đối tác đi ký hợp đồng gì cả. Buổi sáng tôi có đi khảo sát công trình nên tôi ăn mặc như vậy. Giờ cô kiểm tra kỹ lại giúp tôi. Không có. Tôi đã bảo là không có rồi cơ mà. Tôi đến đây là để ký hợp đồng quan trọng với công ty. Nếu hợp đồng không được ký thì cô có hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn thất không? Tổn thất gì được chứ. Cô đừng nghĩ cầm vài ba cái tập tài liệu tới đây là tôi tin cô đến đây để ký hợp đồng à? Người ta tôn trọng đối tác ăn mặc đàng hoàng lịch sự, chứ ai lại ăn mặc cái kiểu không tôn trọng người nhìn. Cô, tôi không đối co với cô nữa. Cô sẽ gọi điện cho chủ tịch của cô. Em làm cái gì đấy? Sợ xô ngã đối tác? Em nhỡ tay ạ. Chị có sao không ạ? Nhân viên của tôi bất cẩn quá. Chẳng bất cẩn đâu. Cô ta còn giật điện thoại của tôi đấy. Cô đến đây từ nãy rồi. Cô ta muốn hai công cho tôi vào. Giờ thì hay rồi. Nếu mà em không cần công việc này nữa thì em có thể xin nghỉ. Em có biết đối tác của công ty quan trọng như thế nào không mà lại không báo với cấp trên? Nếu mà để xảy ra sai sót gì em có chịu hậu quả được không? Chiều nay viết đơn xin nghỉ việc đi. Chị ơi, em không biết ạ. Cô ơi cô. Có chuyện gì không cô ơi? Nếu không có việc gì thì cô để khi khác nói đi ạ. Cô có thể tạm ứng cho tôi trước lương tháng này được không cô? Con cũng biết là cô khó khăn, dịch dã như này công ty mình cũng phiền. Rồi con cho cô ứng, ai cũng đòi ứng thì con lấy tiền đâu ra? Sao cô lại muốn ứng trước lương ạ? Cháu của tôi nó đi học, bố mẹ bạn của cháu nó bị dính Covid nên cháu nhà tôi nó cũng phải đi cách ly. Có mỗi vậy thôi mà cô cũng ứng lương. Mà có khi nào cô nói như thế là cô cũng F2, F3 hay không ấy? Thôi hay con cho cô nghỉ ở nhà tránh Covid luôn. Cô ơi, giờ của mỗi mình tôi mà nghỉ việc thì cháu nó lấy gì ăn ạ? Thôi, gọi như tôi chưa từng nói gì với cô ạ. Cô từ từ đã. Có chuyện gì ạ? Lương thì không thể ứng trước được, nhưng mà tiền thưởng thì có. Đây là tiền thưởng cho việc thời gian qua cô đã rất chăm chỉ làm việc. Thật vậy ạ cô? Tôi cảm ơn cô ạ. Đây là số tiền thưởng mà cô xứng đáng nhận được. Vâng, thế này đủ lắm rồi ạ.